Dạ hai là mấy con? 6 rồi. 6 đi chạy thôi. Năm tham gia hai lần tính ra là 6 lần rồi. Khi tôi lên thành phố 3 năm rồi càng không có lễ nào tôi về nhà được hết trơn á. Chứ tôi ế tôi không có bồ luôn. Đây là cái tươi miếng đại anh đi. Không biết nữa. 6 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì chạy rồi. Như vậy là cái chạy thứ 7. Đây là lần thứ 7 tham gia buổi chạy thành viên. Dạ, có một cái chạy. Là chưa chạy chạy nè. Lần này là lần đầu tiên của em. Lần đầu tiên được anh Hai mới chạy. Em được 6 lần. Em mới 1 lần. Hiện tại thì anh Danny chạy được 12 lần rồi em. Em đi chạy được 3 lần rồi. Anh Danny đi chạy được 1 lần rồi. Anh em đang đến 2009. Tới nay là mấy năm ta? 2009-2013. 5 năm. 4 năm. 8 lần. Mình đi chạy được 2 lần trong tổng số 22 mùa xuân rồi. Vui và hạnh phúc. Em đi cái tới là lăng xả chính liền rồi. Về hồng thì tình thơm kiểu rất là năng động và về chạy học thì anh đi suy nghĩ đó. Nhớ nhất là hết mình, thứ hai là nhớ đẹp của nhà, sinh động, rất là hào hứng và phấn chấn, thông công. Hai từ đó là nhất là gắn kết và yêu thương. Tình thân giữa các thành viên trong nhóm là nhau đang thích. Được khích lệ nhiều. Đây, đây có nuôi, có cơm. Qua tất cả các kỳ trại thì... Khách đây mà. Đây có cơm, đây có nuôi. Em ra đây kia đi chạy coi. Rồi, qua mất đi. Dạ rồi. Giang ký đi chạy lần rồi. Dạ em đăng ký đây đóng tiền hết luôn rồi. Dạ em có đăng ký mà, tao đăng ký với em. Vì em đăng ký đi chạy rồi. Dạ chạy rồi. Dạ em có đăng ký rồi. Đăng ký rồi nhưng mà chưa đóng tiền. Việc đi chạy của chúng ta đang gặp rất là nhiều khó khăn. Kinh phí rất là hạn hẹp. Chúng tôi rất mong là các anh em đồng bào tín hữu quyên góp ủng hộ chúng tôi để chúng tôi có thể đi chạy được. Đăng ký rồi. Thì sao là mình đã đăng ký đi chạy rồi. Đăng ký rồi mà chưa đóng tiền. Em xong cả hai, đăng ký và đóng tiền. Em vẫn đang suy nghĩ. Dễ như em đăng ký. Thật sự thì em gần đăng ký đi chạy. Không, không có đăng ký. Tôi không đi là tôi cho mọi người ở nhà hết.